Dạ, xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ, hiện tại em đang có mặt tại nhà của anh Khương Dừa. Mấy anh em vừa mới like bán hàng xong quý khán giả, bây giờ đang dọn dẹp lại. Dạ, em hết cái đó chứ. Ăn hết luôn hả? Em hết luôn chứ. Thôi để em mang về ăn. Rồi, em hết đi. Sầu riêng quý khán giả, sầu riêng ri 6. Xin chào quý khán giả Nguyễn Thị Ngân. Dạ, đây giới thiệu quý khán giả sư phụ Khương Dừa. Bữa nay là có thêm cái nghề mới live stream. Để đấy đi, để nó bỏ tủ lạnh khỏi hộp. Đây để cái nắp vô cho nó đỡ mùi nha. Cái nắp không để đâu. Đây này, dùng sao này? Không, xin lấy cái bọc thực phẩm. Đây để em dọn lại. Bữa giờ live 4 live 4 buổi rồi. 4 buổi rồi. Đây buổi thứ tư. Nhưng càng ngày càng quen ổn ổn rồi nè. Ngày đầu tiên mấy anh em không biết nói. Ngày đầu tiên like cũng được. Dạ. Cảm ơn cố gắng like. Ngày đầu tiên like cũng được, chốt cũng được 5 triệu mấy á. Ngày thứ hai còn có 2 triệu. Cái Khương Dừa nghĩ là thôi không hợp làm sao. Cái thôi Khương Dừa nghĩ lập cái tại vì bay Khương Dừa thì cũng nhiều khán giả xem. Nhưng mà cũng có khán giả thì mua hàng, cũng có khán giả mình không có mua hàng mình theo dõi. Cái Khương Dừa thấy cái nó bất tiện quá. Khương Dừa mới lập một cái bay mới. Nó tên là Khương Dừa Dứa. Rồi đó bắt đầu người lên đó like. Like trên đó thì ai mà có nhu cầu mua hàng thì mình tiện hơn, mình theo dõi trực tiếp luôn. Đó. Like cũng được một buổi được 400 quý khán giả theo dõi mình mua hàng. Cái bữa mới đây like bán cũng được hai mấy đơn, bán 30 đơn cũng rất là mạnh. 6 đơn á. Nói chung là cứ bữa sau nhiều hơn bữa trước là mừng rồi. Thì đang giãn cách xã hội nên mọi người ở nhà làm việc. Thì ở nhà thì công việc của Khương Dừa với lại mấy bạn đây thì là suy nghĩ nội dung kịch bản đồ. Nhưng mà giờ thì cũng suy nghĩ xong rồi cũng không đi làm được. Cũng đợi hết giãn cách mới đi quay được. Rồi xong rồi thấy vậy thôi. Rồi mình cũng có mấy trang trang fanpage đồ nên Khương Dừa mới chia sẻ giới thiệu. Thứ nhất là một phần là bán phụ cho anh Colomem, một phần là bán cái này thì ảnh làm công việc này cũng như việc ngoài giờ thêm thì cũng có chiết khấu đó, thì có chiết khấu thì để lại cho các bạn để có một cái thu nhập, có công việc làm, nói chung có công việc làm là vui. Cứ việc bình thường em cũng kiểu là đi quen rồi, biết giả ở một tháng trời cái mà ở nhà em còn bận nhiều hơn em đi làm nữa. Em nhức đầu cả ngày luôn, em không hiểu sao luôn á. Tại ngủ nhiều á. Không, em cũng không ngủ nhiều mà không hiểu sao cứ bị đau đầu hoài luôn á. Kiểu mình cứ trong một cái không gian nó hẹp á, xong rồi mình đi qua đi làm nó không nhận động nữa. Thì em phải lắc đầu liên tục. Nó vận động cái đầu. Không, em có không có, em có vận động mà em không đấy, em phải tập luyện thể thao. Nào luôn hả? Tập luyện, tập gym, tự tập ở nhà để cho mình đỡ căng thẳng. Ủa giờ phụ giờ dọn bỏ vô thùng không phải không? Dạ em bỏ vô thùng thôi. Không, nhưng mà anh nghĩ bây giờ tụi em phải kiểm tra sản phẩm lại đi, hình như là sản phẩm mình nó bị chưa có đủ. Bữa sau phải lấy thêm. Dạ. Những sản phẩm nào ví dụ như là trà sữa đồ này kia. Nếu thiếu từng ớt. Ớt rồi chao cũng sắp hết rồi. Chao rồi phải lấy thêm là bữa tới nó bữa sau chao chao thì còn á, chao thì còn mà hai hũ. Bỏ thùng nước ấm. Ở đây bữa nay có rất là nhiều sản phẩm miễn giả. Đó. Nguyên một thùng. Đây. Best seller. Bán rất là được miễn giả chao. Tôi vừa nghĩ đây là một công việc rất thú vị. Ừ. Ví dụ giờ các bạn Trang với Ngân bán như vậy thì mốt ví dụ hai bạn mà có cái sản phẩm ở quê, ví dụ Ngân quê Ngân thì có hạt điều cà phê rồi đó. Dạ. Ngân có thể mang lên để giới thiệu cùng bà con cô bác để bán kiếm thêm thu nhập. Đấy. Cái gì cũng phải học hỏi, ngành nghề nào mình cũng phải học hỏi thì mới làm được. Không đâu làm gì cũng phải kiên trì ha. Dạ. Chúng phải kiên trì, phải chịu khó. Dịch nó đến là mình mới biết có công việc nó là may mắn cỡ nào. Bây giờ tập xong nó lâu quá ta.
giờ đang tập gym. Di chứng từ hồi miền Trung nó vẫn còn bên đầu của em á. Thật ra tôi vừa để cho Ngân dọn dẹp để cho thấy hình ảnh một người con gái đảm đang dễ dàng đó. Tại ban đầu clip thì Ngân kêu để thường cứ vừa dọn cái mồ à. Làm xong là Ngân đi về. Xong rồi tôi vừa giờ dọn dẹp cũng chết. Hôm nay Ngân để nguyên clip để dọn dẹp cho anh. Đó, vừa để cho Ngân dọn dẹp nguyên clip. Rồi. Thế rồi có xé rồi. Có xé hả? À đây rồi, cái này xé bỏ ra lấy thêm mì gói lại cần. Để đi. Mì gói. Còn nguyên thùng là mì gói đỏ. Không, mì gói đỏ nha, anh có nguyên thùng là. À, dạ. Cho hai đứa lấy đồ của nhà anh luôn à. Thế thì vừa thì ở nhà giữ mấy đứa nhỏ. Cho nên là live tại nhà luôn. Cho nên là bán ngâm với anh em phải đi xuống này. À, hơi cực một xíu. Nhưng mà đó là niềm vui nhất trong tuần. Ừ. Tụi em chỉ mong tới thứ ba thứ sáu rồi. Ngoài trừ lên nhà anh Khương là cả ngày em ở trong nhà hết trơn á. Với lại live stream về học hỏi được nhiều. Chơi trà sữa nữa. Ừ. Nói chung là nhà anh Khương thì đỡ cái là mình có không gian, là còn có nhiều người, có họ hàng, có gia đình, anh chị em nên là nó cũng đỡ hơn á. Chứ như tụi em thì dân tỉnh lên ở trọ thì có một người, hai người ở nhau trong không gian rất là nhỏ, không có cây cối, không có gì hết trơn nên là ở nhà là nó cảm thấy nó bức bối lắm. Chắc bữa sau em phải kiếm một cái nhà ở Sài Gòn mà có sân vườn. Nhà sư phụ cũng vừa mới cho thuê nè. Phải có cỡ sân vườn như nhà anh Thương mình, khi mình sống nó mới thoải mái. Tính ra mà chị với em mà ở cùng với sư phụ á, thuê trước gần đây nè, chắc mỗi ngày đều qua live luôn á. Học hỏi. Không, là mình live giảng giảng thôi chứ mình live nhà mình mỗi ngày. Nhiều quá. Gì là nó vừa đủ gì mà. Để đi, để ơi. Dạ, nó đẹp trắng luôn, có hơi xíu. Đây này nó cùng mì chua cay của anh Khương. Quay nhà anh Khương xong mà lấy đồ của nhà anh Khương like luôn. Không, bây giờ không biết dịch với đã chắc cũng ảnh hưởng cũng nhiều. Nói chung em nghĩ dịch mà ngành nghề nào cũng ảnh hưởng nhau. Ảnh hưởng cũng nhiều lắm. Mình mới đặc biệt là những cái ngành nghề mà mình phải dụ như là tập trung đông người hay gì đó. Quán ăn hàng uống là coi như là họ thôi rửa rửa anh nhâm nói là bà xã anh ta đuối đuối vậy. Dạ cũng thấy để lên mỏi cho đưa lên quen đi. Bây giờ có chị Trang cũng đi chung đỡ, có hai chị em. Cảm ơn chị Trang đây, Trang quay kia với mọi người. Không có sao hết. Bữa giờ bé Ngân không có clip của chú anh chị. Nên là hôm nay lên cái chạy với sư phụ vừa nào vừa ra chuyện xong. Là nói là bé Ngân quay liền. Không có nhớ tại bé Ngân có mình à. Thành ra không ai quay cho bé Ngân hết. Dạ. À, còn Trang thì chị có nhờ được bạn quay phim. Chị Trang có chắc em phải kiếm một bạn quay phim quá. Tại vì đúng rồi, thực sự là nhiều khi mình quay cũng đã có nhiều cái mình tự quay được, không có nhiều cái mình cũng phải có người, mà đặc biệt em tính em thì lại thích có người tương tác chung á. Khi mà mình làm thì mình quay những ngày có mình thì nó buồn lắm. Mình kiếm muốn kiếm có người tương tác thì nội dung nó sẽ hay hơn. Là nhiều lúc mà mình ngại hay mình nản á, mình chán á, mình không muốn quay thì có người động viên mình quay. Giống nãy Ngân ngại nhau cứ quay cho nó quay đi. Quay cho có kỷ niệm. Đó. Năm ngoái giờ này là đáng lẽ là đi bán sầu riêng. Năm nay thì mình bán hàng, nhưng mà thực sự cũng là may ha. Nhiều ví dụ như nhiều bạn khác là công ty nghỉ là bắt buộc phải nghỉ chứ không có công việc thêm hay gì đó để làm. Như thế này là mai hai đứa cũng bắt buộc nghỉ á. Bắt buộc nghỉ. Rồi. Thật sự ngủ hả? Có quên đêm. Em lấy cái túi đồ vô. Chứ không để quên chiều, nó lại đưa chiều luôn. Đổ cho chanh sữa dẫn. Đưa chanh không. Đồ cúc bồi gia đình luôn. Và trà sữa ngủ mất tiêu rồi. Chị, em để đây nha, cái gì em chị mới cua à. Cái này còn ấy nó bỏ tủ lạnh hay cho tiêu ra đây không được. Mình để tủ lạnh. Có sầu riêng với nhã. Nói chung là công ty thì có
có nhiều phân khúc, nó bán nhiều mặt hàng khác nhau. Đây sầu riêng này là sầu riêng chuồng bò. Hai còn hai trái này để đâu đi rồi? Phải có trà sữa là trà sữa để đây. Trà sữa sẽ dành dọn dẹp với lại trà sữa sẽ dành quản lý. Không dư là trà sữa dành. Dọn hết. Cũng như này. Không mày nước, mày đồ ăn cho hai cô. Nhưng mà nghĩ là sữa nó cũng thích, mình rèn cũng một phần nhưng mà nó cũng thích. Nó thích. Chứ đâu có em muốn nít mà em đâu có sai được. Đúng rồi, không phải được. Nhiều khi em cứ làm. Rồi, gọn gàng rồi. Sạch sẽ rồi, thế rồi. Giờ chuẩn bị giờ lấy lưng. Cua. Hãy ăn được. Giờ ăn sạch nhân hàng rồi. Rồi. Yến đâu ta? Đưa đường Yến. Hồng Yến hả? Dạ. Lần này có hạt sen với anh. Hồng Yến của sư phụ không rửa nhau cũng đã. Đó, còn có Tụ Yến trà sữa. Số điện thoại này 090 997 5533. Tụ Yến của trà sữa. Ủa cái này Tụ Yến trà sữa là anh đặt theo tên trà sữa mà đúng không anh? Ừ. Tên trà sữa chứ. Cái này là 100g là 4 triệu, có kèm theo hộp đường với hộp hạt sen, còn 50g là 2,1 triệu nha quý vị. Cũng kèm theo vậy luôn. Kèm theo vậy luôn y chang. Cái này là 50 đúng không? 50 gram. Cái này nó nhẹ mà nó giá trị. Dạ. Giờ đi qua bên coi làm cua thì hết phụ. Lai chuẩn bị làm cua. Phụ làm cua. À, anh Minh đang về cua, đang chuẩn bị. Chuẩn bị về cua. Anh Minh bữa nay bán cua mà bán cũng trộm vía là bán cũng được rất nhiều, quý vị khán giả ủng hộ. Hy vọng mọi người cũng sắp tới ủng hộ thêm cho anh Minh. Trời ơi, bán mảnh bán được lắm quý vị khán giả. Ừ. Chết chết. Thôi, cái phụ của mẹ em thấy anh xích mít nữa mà. Hả? Cái này là bán luôn hả anh? Người ta tặng anh. À, mít mít tặng hả? Mít ruột đỏ. Mít ruột đỏ hả? Mít ruột đỏ hả? Nghe lạ ta. Em chưa được ăn bao giờ. Cái ruột đỏ. Mai em cua cho. Thiệt. Y đây nhìn thấy nó đỏ đỏ đi cha. Nhưng mà mít thì nó dễ dập lắm á, coi chừng á. Gì hả? Đừng có ba đập nhiều, tại mít thì nó rất là dễ dập, nó bị mỏng á, mỏng với vỏ hơn sầu riêng nó cứ dai nó ta? Đỏ hơn. Mít lão quá hơn. Ừ. Đó như ruột thanh long xì tin năm xì tin thanh long thì quá đỏ, nó đỏ 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 màu giống như màu đỏ đỏ nghệ. Mình cho hai trái mình phun, nó chưa chín, em thấy thơm lắm rồi, chiều thấy thơm lắm rồi. Dạ nó thấy thơm, thấy chín thiệt là chín thì nó mới nghe thơm nước luôn á, chứ hồi nó sẽ chua, nó sẽ chín thiệt là chín. Ngày mai mình cũng được ăn ké. À, thôi bây giờ chắc để ăn mấy chị em còn về nữa. Dạ bây giờ cũng mấy giờ, chắc 10 giờ hơn rồi đúng không cha? Chắc là gần 10 giờ. Gần 10 giờ rồi. Về cho chưa, nhà anh Khương cũng xa, bên Bình Chánh lận. Bữa sau anh sẽ mua nhà quận nhất thì bọn em xe qua gần hơn. À, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều, hy vọng là sắp tới quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho ban này. Dạ. Lấy hạt điều về bán đi. Thử coi. Hạt điều cà phê. Ừ. Để bé Trang bé Ngân với bé Trang lấy hạt điều thử về bán thử giới thiệu bà con cô bác. Được chứ? Cái gì đó ngon ngon đó, đặc sản quê hương á. Mình bán giống như giới thiệu giống như có những bà con cô bác mà hay xem. Dạ. Bà con cô bác ủng hộ bé Ngân. Qua video này bà con cô bác để lại bình luận coi sao đi. Dạ. Để bán Ngân bán đi thì mình bán. Còn bán Ngân thôi đừng bán đi thôi thôi. Vậy đó, vậy mong quý khán giả hãy cho em bình luận ý kiến xem là có nên bán không nha quý khán giả. Mà bán cái gì nữa? Dạ, mà bán cái gì nữa? Ở trên em thì nói chung cũng có. Em có cái gì chứ, kêu bán cái gì, Trên em thì cũng có đặc sản điều nè, tiêu, cà phê đó. Nhưng mà cà phê trên em thì thường là người ta dạng trồng. Trồng sau đó người ta mang đi nơi khác để người ta sản xuất. Dạng mà cà phê đúng rồi là nguyên liệu thôi, còn chế biến sản xuất đóng gói là một nơi khác nữa đó. Nên là thôi chắc cứ nếu khi sư phụ Khương Dừa đã nói vậy thì mình thử suy nghĩ, mình cố gắng thử thêm như thế nào.
Đó, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Thôi bây giờ mấy chị em nó chuẩn bị để về nhé quý khán giả. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một clip sau.